Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý lục vị, bữa nay là thứ bảy 27 tháng 12, là năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Theo thông lệ ngày xưa đó, chư Tôn Thiện Đức của chúng ta vào cái tháng 12 này thì có cái lễ ở thế gian thì là đưa ông táo, còn ở trong đạo thì có cái lễ đưa chư tiên vào ngày 25 hàng năm, và đến năm sau đó vào ngày mùng 6 là ngày bắt đầu tụng kinh trở lại. Thì thông lệ xưa gọi là khép ấn, tức là ngày 25 không còn tụng kinh bái sám nữa và không được động đến chuông mõ, cho đến ngày mùng 6 làm cái lễ là khai chung bản rồi mới đầu tụng kinh. Tuy nhiên vào cái lễ giao thừa đó thì cũng phải là chuông trống bát nhã tụng kinh, đó là theo cái thông lệ. Nhưng mà ngày nay đó chư Tôn Đức có nhiều nơi á thì cũng theo như thế mà làm, và cũng có nơi á thì là vẫn tụng kinh suốt, là không có nghỉ ngày nào, vì các vị nghĩ rằng đó là mình ăn cơm thì ngày nào cũng ăn cơm, tụng kinh thì ngày nào cũng phải tụng kinh, tham thiền thì giờ phút nào cũng phải tham thiền. Cho nên có nhiều chùa thì vẫn tụng kinh liên tục. Mà sở dĩ chư Tôn Đức á, là các ngài là cho nghỉ từ 23 cho đến mùng 6 là vì đạo tràng á ngày xưa rất là đông, cũng có nhiều vị thì ở suốt không về gia đình thăm thầy tổ hoặc là cha mẹ, và cũng tạo điều kiện cho tất cả các vị về thăm thầy tổ cũng như cha mẹ một năm nó thăm một lần. Và ngày nay thì cái sự đi lại nó phương tiện hơn, ở đây ra Hà Nội thì các vị mua vé máy bay thì 1 tiếng 45 phút là về tới rồi, đi nước ngoài thì về đây á thì cũng phải mấy tiếng đồng hồ cũng về tới rồi. Cho nên là có nhiều nơi là không có nghỉ ngày nào hết, mà tùy duyên. Cái đây gọi là bất định pháp. Tại sao gọi là bất định pháp? Vì Phật nói pháp đó, là tùy theo cơ duyên, mỗi nơi mỗi chốn Phật cứ tùy theo cái căn cơ mà nói khác nhau. Và đó cũng trong cái dịp đi thăm vấn đó, các nơi á thì là chúng ta thường nghe là Trà Triệu Châu, Bánh Vân Môn. Bánh Vân Môn á thì hàng năm vào cái lễ mà 23 cho đến Tết cho nghỉ, và trước khi á cho chư tăng nghỉ để về quê thăm á thì là các vị có tổ chức tất niên. Ngày nay có nhiều cái đạo tràng cũng là tổ chức tất niên, có nhiều chùa cũng thế, mời tất cả các Phật tử đến là tổng kết và tất niên luôn để chuẩn bị đón năm mới. Thì trong cái hôm đó đó thì ngài Vân Môn là một cái vị tổ kiến tánh trực để, với ngài là Mục Châu Trần Tôn Túc, ngài tham vấn với ngài Mục Châu á. Thì là ngài đã thắc mắc, mỗi lần thắc mắc là ngài đã gõ cửa của ngài Mục Châu để mà hỏi đạo, rồi đến gõ cửa thì ngài Mục Châu hỏi là ai, thì là ngài Mục Châu vừa mở cửa thì nói là con, thì là ngài đóng cửa không tiếp, cho đến 3 lần. Và lần thứ ba đó thì ngài cũng gõ cửa và ngài mở cửa hỏi là ai, nói là con. Rồi ngài Mục Châu mở cửa ra thì là thấy ngài Vân Môn là xô cửa, xô ra khỏi cửa
và đóng cửa thật là mạnh, cái chân ngài bước ra chưa khỏi là kẹt cái bằng chân, cái nơi gọi là dập nát bằng chân. Ngày đó ngài nó tỏ ngộ và được ngài là một châu đó ấn chứng. Và sau đó ngài nêu ra cái ngài trước phong nghĩa tồn ở đó cái chỗ rốt ráo viên mãn. Thì sau khi ngài đã ra quảng hóa đó, thì một hôm đó là trong cái ngày tất niên á, đại chúng vân tập lại, thì có vị tăng á hỏi ngài thế nào là đại Phật pháp, thì ngài nói ăn bánh đi. Thì vị tăng ngộ liền, ai gì trả lời, nhưng mà thế nào là lấy Phật pháp này gọi là ăn bánh đi, thì vị tăng liền tỏ ngộ. Cho nên sau này đó là chư tôn đức đó, mỗi một lần đó, là Tết đến và là lễ tất niên thì nhắc lại cái công án này. Đây gọi là công án, bởi vì vị tăng hỏi vì đấy Phật pháp thì ngài gọi là ngài trả lời là ăn bánh đi, thì vị tăng là triệt ngộ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là ngài Triệu Châu. Mà ngài Triệu Châu ngài ấy xuất gia rất là nhỏ ở nơi quận bổn quận của mình với một thiền sư khác, và mới có mười mấy tuổi thôi thì ngài còn là sa di chưa thọ giới tỳ kheo, đến thăm vấn ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Ngài Nam Tuyền là đệ tử của ngài Mã Tổ, ngài huynh đệ với ngài Bách Trượng, ngài ngài Trí Tạng. Thì vừa đến tham vấn ngài Nam Tuyền, ngài Nam Tuyền hỏi chứ ông từ đâu đến, các vị thấy giờ có phải là hỏi cái câu thoại đầu không, từ đâu đến đó. Thì ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, pháp danh ngài là Trùng Thẩm, Tùng Thẩm, thì ngài trả lời rằng tự đoan tưởng đến. Thì ngài Nam Tuyền hỏi ông có thấy đoan tưởng chăng, thì là ngài mới trả lời rằng là thấy. Rồi hỏi vậy chứ ông là sơ di có chủ hay là không có chủ, ngài đáp rằng là sơ di có chủ. Rồi hỏi là chủ như thế nào, thì ngài mới trả lời rằng mùa đông trời rất là lạnh, ngưỡng mong hòa thượng được muôn phước. Thì ngài Nam Tuyền chấp nhận là cho nhập chúng. Các vị thấy lạ không? Từ đâu đến? Từ đoan tượng đến. Thấy đoan tượng chăng? Thấy. À. Thì hỏi vậy rồi là đoan tượng như thế nào? Và hỏi người ơi, sẽ gì có chủ hay không có chủ? Nó có chủ. Chủ như thế nào? Chủ ở đâu? Mùa đông rất là lạnh, ngưỡng mong hòa thượng muôn phước, thì ngài chấp nhận và cho nhập chúng. Cho đến hôm khác á, thì là ngài hỏi ngài Nam Tuyền thế nào là đạo, tự mình thắc mắc thế nào là đạo, thấy không? Rồi ngài Nam Tuyền trả lời rằng tâm bình thường là đạo. Các vị biết rằng là cái tâm bình thường là đạo, và tâm mình bình thường chưa? Tâm bình thường nó hai phần, một phần là người đã tỏ ngộ rồi tâm mới bình thường, còn là tâm chúng ta đã bình thường chưa, có tỏ ngộ chưa, mà trả lời rằng tâm bình thường là đạo. Thì ngài Triệu Châu rồi thắc mắc hỏi tiếp, lại có thể nhầm tiến đến chăng? Thì ngài Nam Tuyền đáp,
Nếu mà nghĩ nhầm tiến đến là trái, là sai, là trái. Rồi ngài Triệu Châu hỏi tiếp: khi chẳng nghi thì làm sao biết nó là đạo? Nếu không nghi làm sao biết nó là đạo? Thì ngài Nam Thiền trả lời rằng: đạo chẳng thuộc biết và không biết. Nếu biết là vọng giác, nếu không biết là vô ký. Nếu mà đạt đạo được á, chẳng có nghi, thì ví như hư không là rộng rang thênh thang, thì đâu có thể nói phải hay là quấy. Qua cái lời giải thích này hay là lời khai thị này, thì ngài Triệu Châu triệt ngộ, và ngài Nam Tuyền ứng chứng. Và sau khi ngài Quảng Hóa đó, thì là nổi tiếng khắp các nơi, thì cái dụng của ngài là chúng ta thấy không thể mình làm nổi, mà chỉ có tổ sư mới biết được, mình làm được. Thì qua cái dụng á của cái ngài Nam Tuyền một hôm á, thì nhà Đông nhà Tây, tức là cái chính điện là bên đây có nhà Đông, bên đây có nhà Tăng, ở hai bên trước là thiền đường hoặc là chính điện, là có một con mèo. Thì bên nhà Tăng là ôm dành về mình, bên nhà Tây là cũng dành về mình, hai bên là tranh nhau một con mèo. Thì ngài Nam Tuyền bước đến, chỉ cầm lại con mèo, hỏi đại chúng: nếu nói được á thì không chém, còn nói không được là chém. Thì Tăng bên Đông bên Tây không ai trả lời được, là chém con mèo. Rồi là lúc đó ngài Triệu Châu không có mặt, chiều lại ngài Triệu Châu đi vắng về, thì ngài là cử lại công án hồi sáng. Thì lúc đó ngài Triệu Châu lấy dép độ trên đầu đi ra. Chúng ta thấy ngài Nam Tuyền tuyệt vời không? Và ngài Triệu Châu cũng cũng tuyệt vời, mà đã tọa ngộ đạo á, thì không thuộc biết và không biết. Biết là vọng giác, mà không biết là vô ký, mà giống như không rỗng rang. Mà người đạt đạo nó thì đâu có phải là quấy, đã tọa ngộ. Và đến cái chỗ này thì đến cái chỗ siêu nhiên tự tại. Và ngài ra hoằng hóa các nơi, thì có người hỏi thắc mắc đến là thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Ngài đáp rằng là cây bách trước sanh. Vị tăng không chịu mới cãi trở lại, nói: con không hỏi cánh. Ngài mới nói rằng: ta là không có đáp cánh. Vị tăng hỏi lại: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Ngài cũng đáp: cây bách trước sanh. Vị tăng triệt ngộ, cũng thờ đáp cái câu đó trước và sau. Đó là cái dụng của các ngài đã quá tuyệt vời. Chúng ta không có dùng ý thức phân biệt suy lường, mà để có một cái câu đáp. Cho nên mình dùng cái ý thức phân biệt, dùng ý thức để trả lời, dù có đúng gì nữa cũng không xài được, không xài. Chính vì thế mà có một hôm có vị tăng đến tham vấn, thì là trong một cái buổi, trong cái buổi nọ thì là có một cái tiệc và đó uống trà, bữa chư tăng nó ngồi quây quần bên nhau. Và ngài là nhìn qua thấy một vị tăng, mà vị tăng này cái đến thì dự kiến để thăm thăm vấn. Ngài hỏi rằng: này chưa, đại đức từng đến đây chưa? Vị tăng trả lời rằng: con chưa từng đến. Thì ngài bảo: uống trà đi. Vị tăng ngộ liền. Rồi qua nhìn qua vị tăng thứ hai, hỏi gì: từng đến đây chưa? Vị tăng trả lời rằng: đã từng đến. Ngài cũng nói: uống trà đi. Rồi vị tăng cũng ngộ luôn. Rồi viện chủ tức là
Ngày xưa đó là viện chủ của một phân viện, ta coi một cái viện giới luật, rồi là cái viện tàng kinh cán, tức là phân ra từng viện để cho một người trông coi. Thì ngày xưa đó mà thì một viện chủ đó thì trông coi một phần, một bộ phận. Còn ngày nay viện chủ á thì trên trụ trì, là viện chủ, tuy trên trụ trì là thầy giao lại cho chúng, à, cho một vị nào đó làm trụ trì thay mình lên làm ngôi vị trụ trì, nhưng mà quyền hành thì tất cả là ở nơi trụ trì. Còn viện chủ là chỉ cái người chứng minh và theo dõi cái việc làm của trụ trì mà thôi. Thì ở đạo tràng của ngài Tiểu Châu đó phân chia thủ tọa, viện chủ là điển tọa, tức là trưởng đầu bếp, là trưởng chúng, liên chúng trưởng, tức là cái phân mỗi một cái giai đoạn đó thì có chức vụ gọi tên khác nhau, nhưng mà nghĩa thì là một người lên lãnh đạo một bộ phận để trông coi cho cái đạo tràng đó được là thông suốt. Thì là viện chủ á, là thấy vị tăng đã từng đến thì hỏi ông trà đi, rồi cái người đã ở đây đó thì đã từng đến rồi ra thì bảo ông trà, thì cái người mà mới đến á thì cũng bảo ông trà như thế, như thế nào. Thì ngài Triệu Châu hỏi viện chủ, dạ ông trà đi, viện chủ cũng có ngộ luôn. Cho nên cái đời sau đó thì chúng ta nghe chư Tôn Đức nhắc lại là trà triệu châu bánh vân môn. Còn ngày Tết sắp đến đây là các vị là chuẩn bị trà bánh đầy đủ rồi, các vị uống trà có quên nghi tình không, có quên đề khởi câu thoại đầu không? Mong các vị chúng ta đừng quên cái việc năm hết Tết đến là ngồi lại với nhau là làm cái lễ tất niên, để là nói những chuyện mà đạo lý. Ngày nay có không? Có. Tôi nhắc lại là cái năm 75, 76 là ở Thường Chiếu. Là năm 76 Thường Chiếu ở ban ngày á mà chưa tăng là lao động, là cút cỏ để mà trồng rau, cũng mưa đến rồi cút cỏ để trồng lúa, thì tôi cũng có tham dự. Thì trong cái mùa tháng 2, tháng 3 ra trời còn nắng, ban ngày chưa tăng thì lao động cực nhọc, rồi tối lại xâm thiền xong rồi đó thì là nhằm cái trời có trăng, tức là rằm tháng 2 hoặc là tháng 3 gì đó tôi nhớ không rõ, năm 76 thì là hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Tự đó, ở tại Thường Chiếu ngài cũng là nấu trà rồi đem bánh ra đó, kêu là năm bảy huynh đệ đến đó là ngồi uống trà rồi nghe hòa thượng kể chuyện đạo. Thì trong đó có hàng từng cái chục vị, trong đó tôi có tham dự, thì phần đông là lãnh chúng của Thường Chiếu. Thì đang ngồi uống trà đó thì bỗng nhiên á có một cái ánh sáng rất là lớn bằng cái cỡ bà lớn vậy nè bay ngang qua, thì là có nhiều cái ánh sáng nhỏ cũng bay theo, màu xanh, màu đỏ, nó bay theo cái ánh sáng màu rất lớn như thế này. Ở dân gian ta gọi là ông đi hoặc bà đi đó. Thì hòa thượng hỏi đại chúng thì chứ là các ông quan niệm như thế nào về cái ánh sáng vừa bay qua? Thì là mỗi người đưa một ý, có người thì nói rằng là theo khoa học giải thích đó, là cái lăng tinh
ngay lúc đó nó xuất hiện, nó bay qua. Người giải thích là theo dân gian nói đây là ông hoặc bà đi qua, thì đại chúng mà họ, mỗi người đã trình bày mỗi lý do, thì là hỏi vậy chứ chúng con đã trình bày xong vậy giờ hòa thượng thấy như thế nào? Thì ngài chỉ cười thôi chứ không có trả lời. Cái nụ cười đó chúng ta thấy không biết được như thế nào được, mà mỗi người trình bày thì ngài chỉ cười thôi. Đó là cái đạo tình, khi thấy đại chúng cực quá cho nên ngài cũng là nấu trà nước để cho đại chúng uống, mà cũng đồng thời kể hai câu chuyện này cho đại chúng nghe là trà Triệu Châu và bánh Vân Môn. Và trong đại chúng các vị có ai tỏ ngộ hiểu được cái ý của trà Triệu Châu, bánh Vân Môn không, trình bày xem. Đại chúng cho lặng thinh không ai trả lời được. Thôi thì chúng ta khảo sát tiếp thiền sư Huệ Sinh. Cái năm sinh chúng ta không biết, mà cái ngày thị tịch là 1063, đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Ra Lô Chi. Chúng ta thấy cái dòng Tỳ Ni Ra Lô Chi đa số các ngài đều có thần thông, cho nên các ngài đã kiến tánh rồi đó thì các ngài biết hết mọi việc. Nhưng mà trên cái con đường đi tu tập đó, mà nếu vị nào có thần thông á mà chưa kiến tánh á, rồi đến trình bày thì thầy bảo phải loại bỏ, bởi lẽ thần thông có trước á thì nó sẽ chướng ngại cho những người minh tâm kiến tánh. Bởi vì mình đắm chìm theo thần thông, theo cái diệu dụng của nó mà không có tỏ ngộ triệt để, thì khi mà tỏ ngộ triệt để rồi đó thì sử dụng thần thông để giúp đời thì không có lỗi. Nhưng mà không thể hiện rõ, một khi thể hiện rõ thì phải thị tịch. Cho nên chúng ta thấy ngài là Huệ Sinh cũng là một thiền sư lỗi lạc. Ngài họ Lâm, tên Khu, quê ở làng Đông Phù Liệt, dòng Lâm Phú ở Trà Sơn, Phú An. Cha sư tên Khoáng, kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, một người làm quan lên chức thượng thư binh bộ viên ngoại thị lang, và ngài ngài là tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, lại nổi tiếng văn hay chữ tốt vẽ khéo. Ngoài giờ học nho, ngài còn nghiên cứu sách Phật, chư kinh bách luận, là không bộ nào ngài cũng chẳng chẳng biết, tức là bộ nào ngài cũng thông qua. Kinh luật của thế gian và kinh luật của Phật ngài cũng đã lào thông. Là một khi mỗi khi mà luận bàn đến cái chỗ cốt lõi của Phật pháp thì ngài tự than đây không phải là cái chỗ cứu kính và rơi nước mắt. Sau đó sư Lê gót khắp Tùng Lâm tham vấn, nó đầy đủ yếu chỉ từ ngài ra đến trụ trì là chùa Trà Sơn. Tức là chúng ta thấy cái nhân duyên hội đạo thì không có nói rõ, mà ngài đi thăm vấn các nơi để ngài thấu đạt được cái yếu chỉ của thiền. Đạt yếu chỉ của thiền tức là tỏ ngộ chính mình, cũng gọi là minh tâm kiến tánh. Nhưng mà nguyên nhân tỏ ngộ thì mình không biết, mà biết ngài đã tỏ ngộ đến chỗ tột cùng của Phật pháp. Rồi giờ là ngài trụ trì ở chùa Trà Sơn, nơi cái ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định á,
thì ít nhất cũng 5 ngày. Thời dân gọi ngài là nhục thân của Bồ Tát. Thì khi mà chứng tánh, chưa chứng tánh á, có nhiều vị tổ sư á, các ngài có cái nghi á, là quên cả không gian và thời gian, đôi khi cả nửa tháng, đôi khi một tuần, chẳng hạn như ngài Hư Vân á, trong khi ngài vừa đói bụng ra bên ngoài đó đào khoai vào trong đó là ngày nấu nhằm đến cái mùa đó là gần Tết, cũng như bây giờ là cũng sắp đến Tết, rồi ngày đó đói bụng rồi ngày nấu khoai, khi mà lửa nhóm lên rồi đó ngày đó là nhập định, ngày đệ khởi câu thổi đầu là quên mất hết thời gian và không gian. Rồi chư tôn đức á, là cái dịp Tết là không thấy ngài lai vãng, mới qua thăm thì thấy ngài đang nhập định, phải dùng mấy cái kiền trì hoặc là búng móng tay rồi ngài tỉnh thức hay là ngài tỉnh dậy. Thì hỏi vậy được ông nhập định bao lâu rồi, ngài trả lời rằng mới hồi nãy. Thì hồi nãy thì các ngài mới lại dở cái nồi khoai á, thấy nó đông riêu rồi, nó lên mốc rồi, thì tính ra là hơn nửa tháng. Thì ở đây á là ngày vệ sinh á, mỗi một lần ngày nhập định như thế á là 5 7 ngày, mà tổ sư á, khi chưa kiến tánh á thì có nghi tình nó quên cả không gian và thời gian, và sau khi kiến tánh rồi á thì các ngài bảo nhậm, bảo nhậm á thì lấy lại bổn tham để dứt trừ tập khí, mà dứt trừ tập khí có khi các ngài ngồi á thì quên cả không gian và thời gian, cũng không biết mình ngồi tại đâu và bao lâu. Cho nên là người ta đã biết được thì đánh thức ngày thức dậy thì đến 5 ngày hoặc 7 ngày. Cho nên thời thế gian á, ca ngợi ngài là nhục thân của Bồ Tát, chứ đại sĩ cũng là biệt danh của Bồ Tát. Đại sĩ thượng nhân cũng là biệt danh của Bồ Tát. Vua Lý Thái Tông tức là đời thứ hai, vua là Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn, Lý Thái Tông á là đời thứ hai là 1028 1054, nghe danh của ngài sai sứ triệu ngài về kinh. Rồi là ngài bảo với sứ giả rằng ông không thấy con vật đem tế lễ sao? Khi chưa tế lễ thì người ta cho ăn cỏ thơm, mặc áo gấm. Đến khi dẫn đến thái miếu thì nó sinh một chút để sự sống cũng không được, cũng là việc gì khác. Nói xong sư từ chối không đi. Sao nhà vua cố nài ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa phía. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung Phụng Tăng, sắc trụ trì chùa Vãng Tế gần thành Thăng Long. Vì gần thành để là vua sớm hôm thưa hỏi. Một hôm nhân lễ trai tăng trong đại nội là vua hỏi: Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ học giả các nơi tranh biện nhau không thôi, vậy xin các bậc thượng đức ở đây mỗi vị tự thuật chỗ thế của mình để trẫm rõ cách dụng tâm của các ngài như thế nào. Tức là vua muốn biết cái sự dụng tâm của chư tôn đức khi mà dự cái lễ trai tăng do nhà vua thiết trai cúng dường. Thì ngay khi đó ngài ứng thinh đọc bài kệ, tức là tổ sư các ngài đã kiết tánh rồi thì bảo làm thì các ngài làm không có tác ý, không có tác ý, cho nên ngài đã đọc bài kệ nè: gốc pháp như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu người biết pháp ấy chúng sanh cùng Phật đồng, trăng lăng già vắng lặng,
Thiền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặc thông dông. Tức là ngài là mượn cái trăng lăng già vắng lặng, trăng lăng già tức là các vị đều có trăng này hết, ai cũng có phần trăng lăng già sáng rỡ này hết. Thiền bát nhã rỗng không, tất cả các vị cũng đều có cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ, mà đạt được trí tuệ hay giác ngộ rồi thì nó rỗng ra tự tại. Cái mượn hai cái hình ảnh này để ngài trình bày. Rồi biết không không giác có, không và có thì là chánh định mặc thông dong, chẳng có dính dáng gì hết, tự do tự tại. Thì các ngài đã có cái thế lưu bố tưởng, thế gian gọi là trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không, thì các ngài cũng mượn hình ảnh này để nói, nhưng mà không có tác ý. Còn chúng ta là có, nhưng mà phải tác ý mới nói được. Còn các ngài muốn dùng liền dùng, không liền thì thôi. Cho nên vua nghe qua là mến phục, phong cho sư là Đô Tăng Lục. Bây giờ vương công như phụng càn vương quy vũ, tự thi từ từ vệ chiếu khánh, thái tử hiến minh, thượng tướng vương công tại, thái sư lương văn nhậm, thái bảo đào sử trung, tham chánh kiều bồng, vân vân đều tới lui thưa hỏi đạo lý với ngài. Đến đời vua Lý Thánh Tông, tức là vị vua thứ ba, năm 1054, 1072 lại thăng chức sư tả nhai đô tăng thống ngang với tước hầu, niên hiệu chương thánh gia khánh năm thứ năm, tức là 1063 sắp tịch. Sư liền hợp chúng nói kệ nước lửa ngày đêm hỏi nhau, tức là thủy hỏa nhật dạ tương tham, nước lửa ngày đêm hỏi nhau, nguyên do chẳng thể bàn, đáp anh không nơi chốn, tam tam lại tam tam, xưa nay kẻ tham học người người chỉ vị nam, nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba. Tức là cái câu kết của ngài nó không có cái sổ trụ. Qua cái bài kệ này, ngộ là tỏ ngộ, không ngộ là nghi thôi. Tức là cái câu kết ngày mới, ngày mùng 3. Tại sao là 33 lại 33, tam tam hộ tam tam? Tức là 33 lại 33. Từ xưa nay, cái người học đạo, thì người người chỉ vì nam. Vì nam là cái gì? Cho nên qua lời cái bài kệ của Tôn Sư á, nó không có nằm trong cái tứ cố, tức là ly tứ cố tuyệt bất phi. Mà bài kệ của người tỏ ngộ thì mình muốn được như các ngài mình phải tham thiền thôi, đến tỏ ngộ mình mới hiểu được ý qua bài kệ của các ngài. Hầu hết những cái bài kệ truyền pháp, những bài kệ khi thị tịch của tổ sư đều lìa tứ cố tuyệt bất phi. Mà nếu chúng ta dùng tứ cố tuyệt bất phi hay là suy nghĩ phân biệt mà để giải bài đó, là lấp bích cửa ngộ người đương cơ, tức là có lỗi với tổ sư. Muốn được như các ngài chúng ta phải tỏ ngộ mới biết được. Nói xong, ngài tắm gội thắp hương vào nửa đêm lặng lẽ viên tịch. Ngài có soạn văn bia chùa Thiên Phúc, chùa Thiên Thánh, chùa Khai Quốc ở Tiên Du, Diệu Nghiêm, Bảo Đức ở Vũ Ninh, các tác phẩm Pháp Sư Trai Nghi, Chư Đạo Tràng Khánh Tán Văn vẫn còn lưu hành ở đời. Tức là theo cái nguyên tắc đó, thì các ngài đã soạn những cái bài đó để cho lưu bố người đời sau nó không có lệch. Như bài kệ chúng ta thấy là sự nguyện tự nhất biện hương, tức là một cái nén hương màu này, phi sắc phi không, thị chân thị giả, chẳng khắc chẳng không, là chân là giả, lung linh bất bất muội,
Tức là những cái bài kệ chúng ta thấy nó rất là siêu thoát, lung linh sáng tỏ nhiệm màu. Cái nén hương mà cầm nguyện đó, từng bài kệ của tổ đó: thứ nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất muội, liễu liễu thường minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang quy, hàm đẳng thấy hư chi lượng. Đó, tức là bài kệ nó siêu việt. Đó là những cái bài mà các ngài làm lễ để cho người ta nguyện ương, tức là đời nay á, chư tổ chúng ta cũng ứng dụng cái này, bậc thầy chúng ta cũng ứng dụng những cái bài bài kệ này. Thì á, dù là tổ sư các ngài đã kiến tánh, nhưng mà tùy duyên các ngài cũng vẫn đến đạo tràng và chúng nguyện. Như chúng ta thấy ngài Quách Ngang là một cái thiền sư cũng đắc đạo, nhưng mà không có duyên quần hóa, ngài âm thầm ẩn cư, và ngài cái từ thời cái nhà Lê Hòa Triều, tức là nhà Đinh Tiên Hoàng sau đi qua rồi thì tới nhà Lê Lê Đại Hành, Lê Quang, rồi sau tới ngài là Lê Hòa Hòa Triều, tức là Lê Long Đỉnh đó. Là một người vị vua rất là ác, mà bày ra những cái luật hình nó rất là tàn độc. Cho đến là nhà Lý đó, nhà Lý là bãi bỏ hết những cái lễ cái hình phạt khổ sở này. Thì ngài là Quách Ngang này á, thì ngài đang tại triều của Lê Hòa Triều. Thì một hôm đó thì ngài cũng là thân cận bên nhà vua, nhưng mà bất chợt cái nhà vua đó nổi một cái cơn hứng thú, gọi ngài Quách Ngang đến bên cạnh, rồi chính thân nhà vua đó cầm cái mía và cái dao rồi để trên đầu ngài Quách Ngang đó rọc rọc mía. Vua cố ý làm rớt cái con dao bứt cái lỗ tai của ngài. Cái cố ý là thứ nhất là để con dao nó rớt xuống rồi trên đầu ngài chảy máu. Cái cố ý thứ hai là để con dao nó rớt xuống rồi bứt cái lỗ tai của ngài luôn, chảy máu ròng ròng. Sau đó nhà vua đã là mất, và nhà Lý lên thay. Từ khi mà Lý Công Uẩn lên thay đó, rồi đi khắp các nơi rồi trở về lại cái Hoa Lư, cũng gặp lại ngài Quách Ngang. Thì ngài Lý Thái Tổ đó, tức là Lý Công Uẩn, ra là cái sắc lệnh là nếu mà các nơi xử án mà có quan khuất chưa hài lòng gì đó thì đến thẳng triều đình để mà thưa gửi. Thì ngài vua mới lập ra một cái ban để mà xử án. Cái ban này đó là vô tư, giống như là bao công vậy á, xử luật lệ nó không sai. Thì chính ngài Quách Ngang đó nó dâng một cái sớ, đích thân dâng sớ ngay lên Lý Công Uẩn. Thì Lý Công Uẩn mới thấy mới giật mình, bởi vì trút mắt đó, ngay cái ngày mà vua lên Hòa Triều đó rọc mới bứt cái lỗ tai của ngài Quách Ngang đó, thì giờ Lý Công Uẩn đã chứng kiến. Bởi vì Lý Công Uẩn là tả, tức là người hầu thân cận của vua Lê Hòa Triều, tả sứ, tức là có bên cạnh bên hữu, bên tả bên hữu, ngài là tả bên tả, là hầu cận vua Lê Hòa Triều, chứng kiến cái cảnh mà nhà vua róc mía là bứt lỗ tai con ngài Quách Ngang. Thì giờ nhà sơ dâng lên cái sớ đó, tôi không biết là gọi là cái gì đó, cũng lẩm cẩm rồi, nhà cũng lẩm cẩm qua tên gọi lên đi, thì coi như dâng sớ lên đi để mà tâu với vua Lý Thái Tổ. Rồi Lý Thái Tổ gặp cái giật mình, ủa hòa thượng đây sao, nên là phải, tôi ngài là dâng biếu sớ lên tâu cái gì.
Nó là dân cái biểu này là sinh lập ra qua liền, lập ra qua liền. Thì ngài sinh làm cái lễ kỳ siêu, làm cái lễ trai đàn kỳ siêu cho nhà Lê Hoàng Triều, và xin 10 lượng và lượng bạc để làm cái lễ này. Một tổ sư đã kiến tánh thì bây giờ dâng cái sớ với nhà vua kế tiếp để làm cái lễ trai đàn kỳ siêu, nhưng mà ngài không có tiền, xin nhà vua 10 lượng bạc. Thì là vua Lý Công Uẩn giật mình, cũng lấy làm ngạc nhiên và cũng chuẩn tấu và cho 10 lượng bạc để làm lễ trai đàn. Thì ban đầu dự kiến làm lễ trai đàn đó là 3 ngày, nhưng mà chư tăng á, nhiều người đó còn không vui, không có đến tham dự, mà ngài mời chư tăng rất đông mà chư tăng không tham dự, có một số ít chư tăng tham dự. Cho nên cái lễ trai đàn 3 ngày thì ngài đã kiến tánh rồi, cho nên thấy nhà vua chưa siêu thoát. Rồi đến kỳ hạn thêm, chú nguyện thêm, kỳ siêu thêm, rồi thỉnh tăng thêm, cho đến ngày thứ bảy nhà vua Lê Hoàng Triều mới siêu thoát, rồi mới bãi đàn. Thì chúng ta thấy là chỉ có cái đạo Phật và chỉ có chư Tôn Đức, chỉ có chư sư là cái người minh tâm kiến tánh, thấy cái quan trái này gọi là quan gia trái chủ. Nếu mà mình không quá giải, không cầu nguyện cho đó, thì nó khó siêu thoát. Mà phải đích thân đương sự hoan hỷ, tức là ngài Quách Ngang hoan hỷ thiết trai cầu nguyện. Thì là do cái ân đức đó Lê Hoàng Triều mới siêu thoát. Chúng ta thấy cái lòng đại từ đại bi của cái người đã giác ngộ, không có ranh giới, không có ranh giới, không có đối đãi, không có xứ sở, đó mới gọi là từ bi. Từ năng giữ lạc, bi năng vạt khổ, thấy cái người hành hạ mình khổ sở đọa lạc thì mình phải cầu nguyện để cứu giúp. Cho nên chúng ta thấy cái lòng đại từ đại bi chư đức, chư tôn đức quá tuyệt vời. Và chúng ta tham khảo tiếp Thiền sư Ngộ Ấn, cái dòng thiền từ Vô Ngôn Thông đời thứ 8 năm 1019, năm sanh năm thể tịch 1088. Sư Hội Đàm, tên khí quê ở Tư Lý, làng Kim Bài, theo truyền thuyết mẹ sư họ Cù, khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm bà đang dệt vải ở trong khu nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi bỏ đi. Sau đó bà biết có thai, khi bà sinh được một đứa con trai, bà rất là ghét và bỏ đem bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm, người chim thành, lượm đem về đặt tên cho ngài là Khí. Chúng ta thấy đây là một cái truyền thuyết mà khó tin tưởng, nhưng mà đây là sự thật. Vào thời xưa trước nữa, không phải Việt Nam mà ở tại Trung Quốc, là có một nhà sư là nguyện nhập thất và tu hành, và sau khi tu hành ngài cũng đã kiến tánh rồi, nhưng mà chưa có vươn ra hoằng hóa. Rồi nhờ một cái thí chủ ta đem cơm hàng ngày cho ngài, thì là ngày nào thì đến giờ trưa đó, người mẹ nó mới sai cô con gái mới đem cơm. Cho đến một hôm đó, rồi ngài là muốn cứu độ cho một cái vị tăng bị đọa lạc, thì người mẹ của cái cô này cũng là một người kiết tánh, mới sai cô đem cơm. Thì một hôm đó
nhà sư nó giang tay nó ôm cái cô gái này. Cái cô gái này nó mới giật mình, nó mới giãy buông ra chạy. Ngài buông ra cô giãy chạy. Cô chạy là cô trong lòng vẫn thắc mắc. Các vị biết tổ sư các ngài dùng một cái diệu dụng chúng ta không lường trước được. Đây cũng gọi là nghịch hạnh. Ngài ôm cô gái, nhưng mà cô gái lại là buông giấy chạy, ngài buông ra. Thì là hôm sau cô thắc mắc. Thắc mắc và đến là hỏi thầy cho ra lẽ. Thì giờ đến là bậc thầy hôm qua tại sao thầy làm kỳ cục vậy? Thì ngài mới nói khoan đã. Hôm qua đó con trên đường chạy về như thế nào, có thấy điều gì xảy ra hay không? Thì cô gái trả lời rằng cô đâu có thấy gì đâu. Rồi ngài mới gặn lại, cô nhớ kỹ lại trên đường về thấy cái gì, vật gì, nói rõ thầy biết. Nói hôm qua trên con đường về con trong lòng thấy giận thầy dữ lắm, mà thấy hai con lừa nó ở với nhau. Chứ ngoài ra con không thấy gì. Thì thầy mới nói đúng rồi, sở dĩ ngày hôm qua đó thầy làm như thế đó, một đó là để cho con có cái nghi, hai là ngộ liền ngộ, không ngộ liền liền nghi. Cái diệu dụng thứ ba đó là muốn cứu độ vong một vị tăng đi theo con mấy năm nay, thì một cơ duyên đã đến đó. Thì thầy thấy cái vị tăng này bị đọa lạc, cho nên thầy mới ôm con. Mà nếu con có tác ý á, con dừng lại á, thì là vị tăng nó xâm vào làm người. Do con vậy thì cái nghiệp chưa tăng nó nặng quá đó, vị tăng nó nặng quá, vị tỳ kheo nó nặng quá đó. Cho nên con dậy dậy chạy thầy buông. Và trên đường về đó vị tăng nó bị đọa vào súc sinh và lần lừa, tức là vị tỳ kheo bị đọa vào lần lừa. Cho nên là không cứu được, cái nghiệp đã đến rồi là không cứu được. Thì ở đây chúng ta thấy cũng là một điều rất là lạ, là mẹ của ngài á, là họ Cù, khi chưa lấy chồng mà nhà ở cạnh khu rừng. Thì một hôm á, bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà suốt cả ngày rồi bỏ đi. Sau đó bà có thai, bà sanh ra sư, bà rất là giận và rất là ghét anh em bỏ trong rừng. Thì trong làng có một nhà sư họ Đàm là người chuyên hành lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí. Vị sư này là cũng đã có thần thông, cho nên biết được cơ duyên là đến ở đây. Cho nên mỗi một cái việc á đều nằm trong nhân quả, không bao giờ đi ngoài nhân quả được. Rồi sau khi lên 10, nhà sư Chim Thành này cho sư theo học nho, học vấn càng ngày càng tiến. Sư thông cả hai thứ Hán và chữ Phạn. Năm 19 tuổi, sư xuất gia thọ cụ túc. Sư học hai môn bộ kinh Viên Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học với thiền sư Quảng Trí ở chùa Quán Đỉnh và được Quảng Trí truyền tâm ấn. Sau sư vào kinh, tức là sau sư vào Ninh Sơn Phổ Thiên Ứng, kết quả làm am chanh ẩn tu, sau thành chùa hiệu là Long Ẩn, lấy hiệu là Ngộ Ấn. Có vị tăng đến hỏi sư thế nào là đạo, tức là các vị sư cũng tự thắc mắc đến tham vấn, mà chúng ta không rõ ngài ngộ đạo lúc nào và ở đâu, và được nhà sư Chim Thành này chỉ dạy. Và ngài lấy pháp danh ngài là Ngộ Ấn, chiều là Long Ấn, tức là rồng ở ẩn. Ngộ Ấn, ngộ là đã tông tỏ ngộ rồi, mà không ai đặt pháp danh mà ngài tự đặt. Rồi cái này là cái mà
Chúng ta thấy lịch sử ghi đây là một cái điều kỳ diệu, không rõ ngài là tỏ ngộ ở đâu. Biết ngài đã học Lầu Thông Kinh Luận và ngài là đặc biệt là Trì Kinh, Viên Giác và Pháp Hoa. Nghĩa lý thông suốt. Bốn chữ này đủ rồi, nghĩa lý thông suốt. Tức là tự tỏ ngộ đó, nơi kinh Pháp Hoa. Cũng có vị tăng á, cũng tụng kinh Pháp Hoa đó: chư pháp cùng bốn lai thường tự tịch diệt tướng, tự mình thắc mắc. Rồi khi mà đến nhà trai đường ngồi, tức là đến cái pháp đường ngồi, con chim quần quanh nó đậu trên cây nó kêu, thì ngài tỏ ngộ. À, thêm là quần quanh đề liễu thượng xương đáo bách hoa khai, thì chúng ta thấy ngài đã nghĩa và lý thông suốt, tức là tỏ ngộ được chính mình. Rồi ra hoằng quán, các vị tăng hỏi ngài: thế nào là đại đạo? Chí đạo vô nan duy hiềm dẫn trạch, hay là đại đạo vô nan duy hiềm dẫn trạch? Rồi vị tăng này hỏi: thế nào là đại đạo? Ngài trả lời là con đường cái, tức là đại lộ đó. Thế không, đại đạo đó tức là đại lộ, là con đường cái. Rồi vị tăng không chịu, nó con hỏi không có hỏi là đại đạo, con hỏi đại đạo, hòa thượng đáp là đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Cãi liền, không chịu, con hỏi là đại đạo và hòa thượng đáp là đường cái, cho đến bao giờ con mới đạt đạo đây? Thì ngài trả lời rằng: con mèo rình con chuột, con mèo rình bắt chuột. Rồi vị tăng hỏi: con mèo có Phật tánh chăng? Ngài đáp: không, giống như ngài Diêu Châu á, con chó có Phật tánh không? Thì cái vị tăng này hỏi: con mèo có Phật tánh không? Ngài đáp là không. Rồi vị tăng hỏi: hòa thượng có Phật tánh không? Thì ngài cũng trả lời là không. Thì vị tăng nói là tất cả hàm linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng không có? Thì giờ ngài trả lời rằng: vì ta không phải là hàm linh. Thì vị tăng hỏi tiếp: đã chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng? Thì ngài cũng trả lời: ta chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh. Cho nên qua một cái câu đáp của tổ sư, một là chúng ta tỏ ngộ, hai là không tỏ ngộ là nghi. Thì những cái công án và những cái lời nói của tổ sư Việt Nam chúng ta đó, thì nó cũng trùng lập, bởi vì tổ sư đó các ngài đã kiến tánh rồi, dù cách xa thời đại nhưng mà các ngài đáp nó cũng là có sự trùng nhau, gọi là lưỡng trùng công án. Ngài Triệu Châu đời nhà Đường, còn ngài Ngẫu Ấn thì cái đời nhà Tống, mà cũng đồng thời nhà Lý của Việt Nam. Cách trở quan sang mà, tức là cách trở đất nước nữa, mà sự đáp đó lại là có sự trùng hợp nhau. Ngài Triệu Châu nói là: có vị tăng hỏi con chó Phật tánh không? Ngài đáp là không. Rồi vị tăng này hỏi: con mèo có Phật tánh không? Ngài cũng đáp là không. Rồi vị tăng không chịu hỏi tiếp: hòa thượng có Phật tánh không? Ngài cũng đáp là không. Vị tăng nói là tất cả chúng sanh tức là hàm linh đó, đều có Phật tánh, vì sao hòa thượng không có Phật tánh? Thì ngài trả lời rằng: ta chẳng phải hàm linh, đã chẳng phải hàm linh như vậy hòa thượng có phải là Phật không? Thì ngài trả lời: ta cũng chẳng phải Phật, mà cũng chẳng phải hàm linh. Một câu nói này mà chúng ta để dùng cái thức phân biệt để suy nghĩ đó là trái ý chư Phật chư Tổ rồi. Cho nên á, có người vị tăng hỏi là: thế nào là Phật Pháp Tăng? Thì ngài đáp là: đấng Pháp Vương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Tăng. Tuy có ba thứ thì thật là một, ví như nước có ba con sông, thì chỗ đặt tên chẳng đồng mà tánh nước không khác. Nhưng hiệu quan hữu thứ tư là ngày 14 tháng 6 sắp thì tịch, này nói bài kệ: diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, tức là không có vịnh, không có nương tựa đó. Rỗng không tâm ngộ, việc dễ tin, tươi nhuận sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh.
tức là mình xem mà nở trong lửa sao nở, phải không? Nhưng mà lời chư tổ nói như thế đó, là chúng ta ngộ là ngộ, không ngộ là có nghi. Nói xong là ngài vui vẻ thì tịch họ 69 tuổi, tức là 69 tuổi môn nhân là để nhờ để tang ngày 3 năm đó. Cái tổ sư ngày xưa nó như thế đó. Thì giờ ngày nay á, chúng ta là con rồng cháu tiên, mà chư tổ cũng con rồng cháu tiên, các ngài đã là cũng được minh tâm kiến tánh, ông bà tổ tiên mình đã học Phật mà trở thành giác ngộ, mình đệ tử các ngài thì mình cũng học Phật, mà mong các vị là muốn được giác ngộ thì phải đề khởi câu thoại đầu có nghi tình. Bởi vì tất cả các cái pháp môn khác á, vì không có nghi mà chỉ có tâm thiền á, đề khởi câu thoại đầu mới có nghi. Nghi là nhân, ngộ là quả, có nghi tức có ngộ. Mà mình không có nghi tức là không có nhân, mà không có nhân làm sao có quả. Cho nên á, tôi mong rằng tất cả mọi người luôn luôn đề khởi câu thoại đầu có nghi tình, mặc dầu công việc của các vị rất bận rộn, rất nhiều là bổn phận, nhưng đừng bao giờ quên để khởi câu khởi đầu có nghi tình. Và đến đây chúng ta hồi hướng như thường lệ, người hiện tiền được bình an, người qua vãng sanh về cõi Phật.